bảo đi đâu tới giờ nó không về nó phụ gì trơn á. Má mày. Ui là trời, bà làm gì vậy hả? Bán trời cũng được như đây chứ gì đâu, đi đâu vậy? Đi đám hội hả? À. Trời đất ơi, em ở bên bà còn bao nhiêu phòng sống vậy? Còn 15 lần nữa. 15 lần nữa? À. Trời ơi, chơi gì ta chơi năm thôi, làm gì chơi tới 2 năm dữ vậy trời. Chơi nhiều hốt có tiền bà ơi. Thôi bà nội ơi, tôi cũng muốn gầy bên bà dữ lắm á mà hả? Tôi nói nhắc tới mình tới tức, nhắc tới tiền bà mà tức. Bị ông nội bảy ông buồn hết trơn rồi, ông qua ông vụ rồi bắt đầu bữa giờ là hết bao nhiêu tiền rồi. Mà tôi đến bà tôi tức dữ lắm nè. Hả bà thương ổng hết nè. Thương đâu mà thương. Trời ơi là trời. Ổng mượn tôi, xong rồi ổng nói để ít bữa trả, xong rồi tôi đòi ổng. Có biết sao không? Đem về quê hết rồi, phải làm gì? Để mua vàng. Trời ơi, ổng thương tôi 2 triệu xong thiệt. Cái gì? Trời đất ơi, vậy mà thiếu tao có mấy triệu à? Không có trả. Mà còn qua đây gục gục, nó kêu uống gì không? Trời xanh đi. Trời ơi, ủa, thằng nãy ngồi đây đâu vậy? Đi về rồi. Về hả? Này bậy hay quá, để tôi dọn vô bớt mà nội ơi. Bà là ổng còn bên bà 2 triệu 6. Đúng rồi, con hai chân nè. Ổng chặn tôi ra, chặn làm cái ghẻ hốt cho ổng á. Bà đừng có tin gì hết trơn á. Tôi nói bà nè, hốt được đâu hốt đi. Bà đừng có tin ổng. Sao vậy? Trời đất ơi, ổng vụ tôi bữa giờ mà biết bao nhiêu tiền rồi. Mà tại sao vụ bà nè? Thì bây giờ ổng nói là ổng mua, ổng bán vàng là miễn bán vàng lời ra là ổng trả cho tôi. Xong rồi ổng còn thông đồng với mẹ Sáu qua hả? Gùn bữa giờ tôi mới đứng hết mấy triệu bạc rồi. Bây giờ kêu ổng bán đi, còn không có bà kêu ổng nói hốt hụi bà bảy trả cho bà liền. Được kêu bà kêu hốt hụi bên bà đúng không? Ổng tháng tới ổng nhận tôi hốt hụi cho ổng nè. Sao tự nhiên nghe lời ổng không vụ với biết đó. Biết hả? Tháng tới ổng hốt ổng có trả thôi. À, sao tôi nghe bà nói hồi hộp chết luôn rồi để không mất còn 15 lần nữa cho ổng hốt. Bây giờ bà cho ổng hốt nha, nhiều khi là ổng đi luôn đó. Ổng ở ngoài nhà thuê mà. Rồi bắt tôi ôm hả chạy? Đâu? Gác gì đâu, có đàn ông trai gì mà làm thức dậy gai gồng cũng lo làm đâu, tối ngày đi dụ người ta lấy tiền. Ta với là bị ông chủ à? Tôi sợ gì? Tôi cho hốt ra đằng này bỏ, tôi cho hốt đâu. Mệt ghê. Đó nè, ăn quýt đi. Đọt ăn. Trời đất. Tôi nói thiệt bà với tôi mà gặp ổng ở đâu là ổng tới chuyện với tôi đó. Chứ đừng nói. Ổng hả con người làm gì tới công tiện mà nội. Bữa nay ông đâu là mới xuất hiện vậy? Ờ, tao đi công chuyện lái rảnh đâu ở đây bộ làm như quen trong này thân lắm bây giờ ở đây nhìn hoài vậy. Đâu có thân đâu. Đâu có thân đâu mà qua đây bao nhiêu ông ruồng tôi bao nhiêu tiền rồi hả? Ông với mẹ Sáu. Chuyện gì? Ông đừng có giả nai ở đây nha. Bây giờ ông lo, ông còn 2 triệu bên bà Bảy ông lo, ông hốt trả tôi đi. Không có cái gì hết trơn. Tôi hụi tao đang nuôi lợi chết luôn hốt. Rảnh quá trời. Lời tôi đợi lời của ông ra em thì nó cốc mập cái gâu. Rồi bà không biết thị trường rồi. Thị trường gì? Thị trường bây giờ ha. Đang vàng đang lên giá dùng dục. Thôi ông bớt cái điện khúc vàng lên giá với tôi đi. Chỉ nửa tháng nữa thôi tôi bảo đảm với bà. Nửa tháng. Một nó là một. Thôi đã nửa tháng nó sụt giá rồi sao anh? Trời ơi, bởi vì không biết kinh doanh. Thôi ta lên tới đỉnh điểm cái là ta bán đi cái là nó ta lợi nhiêu vậy? Bây giờ đang lên nhà ông bán cái rồi lại vài bữa nó sụt rồi sao? Bây giờ tôi không có nói nhiều với ông nữa. Sao? Bây giờ ông tìm cách ông trả cho tôi. Liền ngày hôm nay tôi không có cho ông về. Tôi quậy dở đó. Tôi không có dở, tôi không cần lời nữa nha. Không còn lời cũng quẹ. Đó trả cho tôi liền lẹ lên. Nhiêu hết nhiêu lại? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi đây là thấy không nó về. Lẹ lên. Tôi không cần biết bây giờ ông sao bữa nay đi tôi không có cho ông đi khỏi đây đâu. Bạn tôi nói rồi lên giá tôi sẽ bán rồi xong bắt đầu. Không có đợi nữa bây giờ không có 50 nó méo gì hết trơn á. Bây giờ có 70 30 tôi không chịu nữa bây giờ. Trả là trả. Lẹ nhanh lên, bóc ra 3 triệu rưỡi. Ông giải quyết cho tôi lẹ lên đi. Trời bà không có đặt. Chán bà quá. Khỏi có chán, tôi không cần ông mê tôi nha. Nhanh lên, lẹ lên, còn không là ông tới công chuyện với tôi đó. Trả đi. Không biết gì. Nói tới còn 2 triệu hụi chứ. Thôi, bây giờ tôi không có trong rồi, giờ 2 triệu hụi bây giờ ông giải quyết liền cho tôi đi. 2 triệu hụi có ai cũng tranh hốt lên này. Bà này đi ti thế. Đấy bà này gì? Im vậy nói như này. Bây giờ 2 triệu hụi của tôi á, bây giờ đang nuôi lời. Biết không? Lợi gì? Không lợi. Thôi cõi lời lẹo gì vậy đó không? Lẹo lưỡi đâu. Tôi lương lẹo vài kỳ nữa là tôi đợi vài kỳ của ông là bao nhiêu tháng hả? Trời đất ơi, bây giờ ông trả liền cho tôi gấp, còn không là tôi không có cho ông về. Còn không ông tin không tôi đi biếu ghiếu nguyên sớm thì ông tin không? ơi, làm ăn chung hùng hạp nhau. Không, giờ là tôi quyết định rồi, không có hùng hạp làm ăn gì hết trơn á. Lo thanh toán cho tôi nhanh lên. Bây giờ chuẩn bị là giá nó lên giá rồi. Không có cần chuẩn bị gì hết trơn, nhanh lên. Còn không bữa ngày hôm nay ông không có đi được với tôi đâu nha. Tôi nói rồi đó. Ông đừng để tụi tôi la làng nguyên sớm để biết cái bộ mặt của ông. Cái bộ mặt mà tối ngày đi vụ đàn bà lấy tiền. Coi ai nhẹ dạ cái tin cái vụ ta vậy đó. Lẹ lên đi. Vàng bây giờ nó lên rồi đó, bán rồi tôi lấy lời rồi tôi đưa cho bà chúa rồi trang. Thôi lẹ đi, dùm cái khỏi có nhây dùm cái đi. Bà không có hiểu rồi, bà không có hiểu vấn đề làm ăn rồi. Bây giờ tôi nói với bà hoài bà cái bán nước này được rồi mà lời được nhiêu tiền. Bây giờ tôi không cần nữa. Sụp bây giờ tôi chỉ cần bán nước tôi sống cũng được rồi. Bây giờ tôi nói là một là một, hai là hai rồi nha. Ông lại là nó không nói là cũng hỏi gì không biết làm ăn kinh doanh gì trơn, cứ bán nước hoài cái gì đó. Lẹ ra cho tôi đi, tôi không biết. Bà này làm ăn người ta hùng hạp với nhau làm ăn đó. Bớt cái niềm khúc hùng lại đây, lẹ cho tôi. Người ta phải cho ta cái niềm tin chứ đâu. Hùng với nhau chơi đã, tự nhiên chơi bắt nữa rút ra cái này cái bà nội ai chịu. Lâu gì không? Nhanh lên, tôi không có thời gian đợi ông, tôi còn buôn bán nữa. Tôi không có đem tiền mặt theo. Không có tiền mặt rồi gì vậy nè. Hả? Tự nhiên đưa vàng của tôi. Vì một chỉ vàng. Đưa vàng cho bà, nếu bà có nhiêu tiền đó đưa vàng chỉ vàng cho bà mà còn đồ gì nữa. Đủ không đó? Sao không đủ? Một chỉ vàng người ta giờ sống với bà rồi. 3 triệu rưỡi. Rưỡi chỉ vàng ta lần. 3 giờ tôi đưa bà một chỉ vàng, bà đưa lại cho tôi 1 triệu thôi, còn nhiêu đó là tôi tính cái tiền mà bà hùng hạp tôi đó. Là đúng không? Sao không đúng? Là 3 triệu rưỡi. Với 1 triệu nó mất có 4 triệu rưỡi. Vậy là còn lời được 1 triệu rưỡi. Ô bà này bà thờ quá rồi ơi, bà gì? Đúng rồi. Ổn không đó? Sao không ổn? Thật lý vậy đó, hồi nào tới giờ mà trời, tôi làm em uy tín chứ không phải là để bà làm mất uy tín thôi. Rồi coi như là tôi lấy lần này cho em, tôi đưa ông 1 triệu nha. Lần này là coi như là không có đụng chạm gì đến nhau nữa nha, té mặt nhau ra nha. Rồi 11 mà 11 có ngủ tôi không cho bà. Trời ơi, giống tôi ngủ ông mà. Đi giùm cái à. Thấy quen biết với nhau mà bà ngủ mới cho bà chơi. Bớt quen biết đi, bớt điệp khúc quen biết ở đây đi. Uống mà ngủ không cho bà chơi cho mình. Đàn ông đàn ai mà tối ngày đi qua mà. Đây nó nghe nè, chỉ bây giờ bán được 6 triệu thiệt hả? Ừ, 6 triệu đó, sáng tôi đi mua nè là 5 triệu 8 đó, bà 5 triệu 8 80.000 đó. Ừ. Thế vậy bây giờ bà chở tôi ra ngoài bán này đi nè. Ừ. Bà chở tôi ra ngoài bán đi. Tôi lấy luôn. Cái vàng từ này có ổng khác hơn vàng của tôi vậy ta? Làm gì khác? Vàng chứ làm gì khác? Khác hơn bà ơi. Làm gì khác? Mà nói. Cái nào nó kỳ kỳ quá vậy? Nào của bà nó nè, vàng bà nó nè. Đo 2 chuyến này nó khác nhau nè. Ê sao khác thiệt ta? Đúng rồi. Ủa? Khi nào vàng giả bà lột vàng bà ra tôi coi thử coi. Phải không? Nè vàng này bà thấm hiệu gì nè? Nói này có số nè. Sao không có hiệu, không có số gì trơn vậy bà? Cái gì vậy? Cái hoàng quện gì vậy? Không có biết gì trơn á. Miếng số không có miếng số chữ không có chữ gì kỳ vậy? Đi để đem ra ngoài kia thẩm định coi sao. Lẹ. Nấu nước sôi đi rồi bà trụng nó thử coi là nó có phải không. Rồi.